Ok, chào mừng các bạn, tất cả các bạn đến với kênh Chay Put Chay. Mình là Cậu Bánh, đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 1.000 token đu bên Tết, giá trị tương đương là khoảng 50 đô, có thể rút qua BTC nha tất cả các bạn. Nó thanh toán token này, nó thanh toán qua, nó quy đổi ra BTC rồi đi tham gia dự án. Các bạn click phần link mô tả, mình đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm net nè, cái này vào ngày mùng 1 tháng 6 các bạn vô rút tiền nha các bạn. Rồi mã ghép thì các bạn để y nè, các bạn bấm net nữa nè. Rồi đầu tiên thì username, các bạn đặt username của mình nè, mình tin qua đặt lại đi, qua thấy nó đẹp quá, qua 11 đi, 3 số 1 đi. Rồi bắt quạt đây thì nhập mã quạt này luôn đi. Rồi mật khẩu các bạn xác nhận là mật khẩu nha các bạn, dòng trên là mật khẩu, các bạn xác nhận là mật khẩu. Rồi các bạn điền địa chỉ mail của mình nè. Rồi các bạn có mục này, các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Đây thì mấy cái này mình quá dễ nên mình quay cái điện thoại hơi xa xa ra. Đâu rồi ta, đi làm Việt Nam, các bạn chọn như vào Việt Nam nha các bạn. Rồi các bạn bấm nét nha các bạn. Rồi nó có lưu mật khẩu không, các bạn lưu nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút confirm nha các bạn. You check mail và xin in, rồi mình đăng nhập thứ cây được không. Rồi mình xin in login luôn nha các bạn. Dù gọi các bạn bấm mail send verify, mày coi gửi cái mail gì không à, nó gửi gì cho mình cái mail nữa các bạn. Tìm kiếm nhân thư thứ 9 nè, không biết mẹ sớm giờ sao làm mấy kẹo mà không gửi thư về. No qua đây, rồi nó gửi gì cho mình nữa các bạn. Đu bên tút nè, rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, nó có chữ cầm phim đi email nè các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè, sáng giờ làm mấy kèo. Rồi các bạn bấm vào xin in nha các bạn. Rồi các bạn login vào luôn, login email rồi bắt qua các bạn đăng ký đó. Rồi kèo này làm cái kèo ngon các bạn. Cái tài khoản của mình trên cầm cái đây là thì mình đã nhận được tốc cần có khoảng giá trị 50 đô rồi, nên mình thấy kèo này ngon quá thì mình làm cho các bạn luôn. Rồi đầu tiên mình hướng dẫn các bạn cài sen các bạn. Mía đeo qua dịch đi, có dịch không ta? Dịch trong phần hình chính chia sẻ. Cái này là dòng địa chỉ 1, dòng địa chỉ 2 của mình thôi, nên mình điền thông tin vào nha các bạn. Mẹ bấm edit luôn kìa. Rồi các bạn bấm vào nút một edit nha các bạn. Fit name, last name là các bạn ghi tên nè. Quỳnh qua đi, đại đi. Các bạn ghi tên đúng mà, phía anh em được họ tên nè. Rồi giới tính gender là mình nam thì chọn Mali nè. Rồi ở đây thì ngày tháng năm sinh, các bạn sinh năm mấy thì các bạn chọn vào. Rồi các bạn chỉ bấm sao thôi nha các bạn. Rồi sao xong rồi. Rồi các bạn thoát ra đi nha các bạn. Các bạn lướt xuống đây, các bạn bỏ thở. Rồi các bạn nói tôi chấp nhận đi. Rồi khám phá web đu quân tút. Rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nè. Rồi nó kêu mình KYC các bạn. Hello đu quân tút with gao. Rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch đây. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân hồ sơ của mình nha các bạn. Các bạn KYC nè. Rồi các bạn chọn vào cá nhân, các bạn KYC các bạn. Các bạn lướt xuống nè, các bạn ghi hộ chiếu, tài liệu là các bạn chọn hộ chiếu hoặc bằng lái xe hoặc là ID quốc gia các bạn. Hộ chiếu bằng lái xe ID quốc gia là giấy chứng minh nhân dân của mình, hoặc là bằng lái xe. Hộ chiếu là passport. Rồi mình chọn giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi các bạn tải lên cho nó một cái mặt trước của giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi cái này là một cái mặt sau của giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ đi. Như vậy là hoàn thành nha các bạn. Hình như là nó có hai mặt à. Vì cái máy mình ra đây đó, mình KYC rồi nên mình không có ấy nha các bạn. Rồi sau khi các bạn KYC xong thì các bạn nhấp vào ba chỗ gạch đây nè. Mình hướng dẫn các bạn rút tiền luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục dí
phần đi qua tiếng Anh mới được các bạn, mình mới hiểu. Rồi các bạn bấm vào một My Share Wallet nè. Sau khi các bạn KYC rồi, nó gửi cho bạn 1000 cái tốc càng là DUC chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút request nè. Các rút tiền các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn nhấp cái số đô của mình vô nè. Rồi dưới đây thì các bạn bắt địa chỉ với Bitcoin của mình nha các bạn, với Bitcoin của mình thường thường là các bạn xài với Bitcoin thì nhiều ví lắm các bạn. Rồi các bạn bấm vào Black nha các bạn. Rồi bấm vào nút request là tiền tự động về nha các bạn. Các bạn nào đăng ký với đường link của mình thì mình sẽ mùng 1 tháng 6 mình sẽ rút tiền được, mình sẽ tặng cho mỗi bạn 5 đô nha các bạn. Bạn nào đăng ký với link của mình. Rồi các bạn bấm vào My New World nè. Đây thì các bạn xuống đây nè, các bạn nhấp vào một invite member nè. Các bạn copy cái đường link này chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi lượt đăng ký mà KYC thành công bạn sẽ nhận được 50 đô nữa các bạn. Kèo này rất là dễ luôn. Mình có để một cái link group kiếm tiền online free đó, các bạn nào mà không hiểu thì vào mà có thắc mắc gì lên đi, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì mình tóm lại là bạn đăng ký và KYC bạn sẽ nhận được 1000 token đu canh tốt, có nghĩa là nó quy đổi cả là BTC là khoảng 50 đô, nó thanh toán về BTC nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình trả lời cho các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ like và subscribe, đăng ký một sub ủng hộ mình nha các bạn để cập nhật những video tiếp theo. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều trong đã ủng hộ mình trong suốt những thời gian qua. Đây thì cái tài khoản của mình trên đây thì có tốc càng nhiều lắm rồi, nên mình cái này là cái tài khoản giả của mình, tài khoản phụ. Mình không có hết giấy chứng minh nhân dân KYC các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha.